chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay bản tin có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khánh thành tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp đầu tiên của tập đoàn TH tại Nga. Theo báo cáo của các địa phương, mức thưởng Tết của các doanh nghiệp năm nay không đột biến ở mức tăng trung bình từ 7 đến 10% so với năm trước. Tham gia vào phiên chợ nhộn nhịp sắc màu vùng cao trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay. Bắt đầu phần tin chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 2. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một số chính sách và quy định liên quan tới đời sống dân sinh sẽ chính thức có hiệu lực trong tháng này. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng với hành vi bơi lội hoặc làm mất trật tự công cộng trong khu vực cảng, hút thuốc ở nơi cấm hút thuốc hoặc hành vi vô ý có thể gây cháy nổ trên tàu thuyền cũng có thể sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Từ 15 tháng 2, bỏ quy định về việc cho phép cơ quan bảo hiểm xã hội được trích một phần khoản phạt lãi chậm nộp để hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, tăng cường cơ sở vật chất và khen thưởng hoạt động thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế. Kể từ ngày 20 tháng 2, trẻ em đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non thường trú ở xã thôn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, ven biển, hải đảo sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở một trẻ một tháng. Hành vi khai thác tàu thuyền quá niên hạn sử dụng sẽ bị xử phạt như sau: phạt tiền mức cao nhất từ 65 đến 75 triệu đồng đối với nhà hàng nổi, khách sạn nổi, phương tiện lưu trú du lịch ban đêm; phạt tiền thấp nhất từ 45 đến 55 triệu đồng đối với phương tiện chở hàng nguy hiểm, chở dầu, chở khí hóa lỏng, tàu đệm khí. Ngày 31 tháng 1 tại quận Volokoslamsk, tỉnh Moscow của Nga, tập đoàn TH đã tiến hành lễ khánh thành tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp, khởi đầu cho dự án có quy mô đầu tư 2,7 tỷ đô la Mỹ mà tập đoàn TH đang triển khai tại Nga. Tham dự có đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh, thống đốc tỉnh Moscow, bộ trưởng nông nghiệp chính phủ Moscow, lãnh đạo tỉnh Tyumen cùng đông đảo bạn bè Nga, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Nga. Đây là trang trại bò sữa cao sản đầu tiên của tập đoàn TH trong khuôn khổ dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa, chế biến công nghệ cao, quy mô công nghiệp và một số dự án về thực phẩm với tổng số vốn đầu tư 2,7 tỷ đô la Mỹ tại Liên bang Nga. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn vì tình bạn, vì ý tưởng mà chúng ta đã bàn khi tôi đến Việt Nam đã có kết quả thực sự. Đàn bò cao sản đầu tiên đã có mặt tại đây trong trang trại này và chuẩn bị cho dòng sữa đầu tiên. Không phải nói rằng cách đây không lâu, rất ít hoặc không phải ai cũng tin vào sự thành công của dự án quy mô này. Cụm trang trại bò sữa TH tại Moscow đã được khởi công từ ngày 18 tháng 5 năm 2016 với sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo cấp cao của chính phủ Liên bang Nga. Chỉ trong 19 tháng, tập đoàn TH đã khánh thành trang trại bò sữa đầu tiên, thể hiện nỗ lực to lớn của nhà đầu tư trong bối cảnh nước Nga đang bị cấm vận và là niềm tự hào trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam, Liên bang Nga. Đây là biểu tượng của tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Đại sứ quán chúng tôi sẽ làm hết sức mình để tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ tập đoàn Thái Hương cũng như các doanh nghiệp khác. Đây là dự án lớn nhất về đầu tư nông nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất chế biến sữa tại Nga, quốc gia có truyền thống lâu đời về sử dụng sữa, các sản phẩm từ sữa. Ngoài tỉnh Moscow, tập đoàn TH đang tiến hành xây dựng trang trại bò sữa tại tỉnh Kaluga, xem xét đầu tư vào tỉnh Tyumen tại Cộng hòa Bashkortostan và chuẩn bị triển khai dự án bò sữa tại vùng viễn đông của Liên bang Nga. Cổ phần hóa phải gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán và phải công khai, minh bạch, thị trường sẽ định giá cổ phiếu. Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tại hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo, nắm tình hình sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp năm 2017. Đánh giá so với trước đây, số doanh nghiệp làm ăn có lãi đã tăng lên nhiều, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp gấp tới hơn 15 lần giá trị sổ sách, là con số chưa từng có. Trong đó riêng Sapeco gấp 32 lần, đạt lợi nhuận lợi ích tối đa. Phó Thủ tướng cho rằng trước đây một số doanh nghiệp nhà nước bán đi bán lại không được là vì cổ phần hóa nhưng không niêm yết trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, một số bộ ngành còn chậm, chưa thực sự quyết liệt, tâm lý một số nơi quá thận trọng, sợ sai, sợ phải giải trình. Hiện số lượng doanh nghiệp nhà nước đã giảm mạnh, dự kiến đến năm 2020, cả nước chỉ còn khoảng 150 doanh nghiệp nhà nước.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa giao một số bộ ngành chức năng sớm có ý kiến về cơ chế huy động nguồn lực tham gia đầu tư đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam giai đoạn 2017-2020. Có 8 dự án thành phần sẽ được đầu tư theo hình thức xây dựng kinh doanh chuyển giao hay còn gọi là BOT. Tuy nhiên, có một thực tế là nhiều nhà đầu tư hiện đang thiếu mặn mà với các dự án BOT giao thông, bởi cơ chế tài chính cho hình thức này hiện còn thiếu rõ ràng, chưa có sự ràng buộc. Theo phương án đầu tư ban đầu đã được chính phủ phê duyệt, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ khoảng 39% tổng mức đầu tư vào triển khai dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Tuy nhiên đến nay, dự án tuy đã hoàn thành, đưa vào khai thác được hơn 2 năm và đã phát huy được hiệu quả, nhưng chủ đầu tư hiện vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ nào của nhà nước. Đặc biệt, để dự án hoàn thành đúng tiến độ khi ngân sách chưa kịp bố trí vốn, chủ đầu tư đã vay trên 4.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng với lãi suất 10% năm. Mặc dù là Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, các bộ ngành đã giúp đỡ, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa nhận được cái khoản tiền hỗ trợ tham gia vốn của nhà nước, đặc biệt là tiền giải phóng mặt bằng. Hiện nay là do cái tiền giải phóng mặt bằng chưa được cấp, cho nên là lãi ngân hàng một ngày là doanh nghiệp vẫn phải trả cho cái khoản đó là khoảng 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, từ năm 2009, Chính phủ cũng đã cho phép chủ đầu tư được thu phí trên quốc lộ 5 cũ để tạo nguồn thu hồi vốn đầu tư đường cao tốc. Nhưng do tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng sau hơn 18 năm sử dụng, Bộ Giao thông Vận tải không có chi phí để sửa chữa lớn, nên bộ này đã báo cáo Chính phủ giao bổ sung cho chủ đầu tư làm luôn việc sửa chữa lớn và bảo trì tuyến đường. Theo tính toán, chi phí sửa chữa lớn quốc lộ 5 trong 30 năm là trên 10.500 tỷ đồng. Với một cái số vốn lại yêu cầu đầu tư ngay lập tức cho quốc lộ 5 hiện nay là 13.000 tỷ thì thu phí trong vòng 10-15 năm nữa ở trên quốc lộ 5 liệu có đủ hoàn trả cái tiền hay không? Chứ đừng có nói là coi như là có dư ra để mà bù vào cho cái đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Tổng mức đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 là gần 120.000 tỷ đồng. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng nếu không rút kinh nghiệm từ dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thì sẽ khó thu hút các nhà đầu tư BOT tham gia vào một số đoạn của cao tốc Bắc Nam. Tất cả những cái khoản nhà nước đã cam kết bỏ vốn để giải mặt bằng thì cần phải được thực hiện trước khi nhà đầu tư tham dự, cũng như là có một cái chế tài chặt chẽ trong cái quá trình mà huy động vốn và triển khai vốn này để đảm bảo là nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên đều thật rõ ràng, minh bạch. Dự kiến, cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ được khởi công năm 2019 và năm 2021 sẽ cơ bản hoàn thành. Để thu hút nguồn lực vào đầu tư các thành phần dự án này, đòi hỏi các bộ ngành cần xây dựng cơ chế tài chính hợp lý, đồng thời minh bạch hóa việc thu phí trên các tuyến đường cũ đã xuống cấp, tránh tình trạng hiểu nhầm của người dân về mục đích của việc thu phí này tại một số địa phương như thời gian qua. Tại Việt Nam, cứ 100 người thì có khoảng 3 người lựa chọn mua sắm qua mạng. Tỷ lệ này chưa thực sự cao, thế nhưng nó đã tăng gấp 3 lần trong vòng một năm qua. Đây là kết quả khảo sát mới nhất của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Việc mua sắm qua mạng tập trung vào đối tượng khách hàng trẻ là những khách hàng sinh sau những năm 1980. Những người mua sắm không chỉ mua hàng trên các trang bán hàng trực tuyến mà còn mua qua các tài khoản bán hàng trên mạng xã hội, trên các trang cá nhân. Những mặt hàng thường được mua sắm qua mạng như đồ điện tử, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, dụng cụ làm đẹp. Khảo sát cũng cho thấy dù tỷ lệ người mua sắm trực tuyến chưa cao, nhưng có tới gần 1/4 người tiêu dùng cho biết thường tham khảo các kênh bán hàng trực tuyến để đưa ra quyết định mua sản phẩm. Dù chưa có thống kê chính thức, nhưng theo báo cáo của các địa phương, mức thưởng Tết của các doanh nghiệp năm nay không đột biến, mà ở mức tăng trung bình từ 7 đến 10% so với năm trước, tùy tình hình của từng doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng có những doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình kinh doanh sản xuất, nên tiền thưởng có phần kém hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau khi họp bàn, ban lãnh đạo công ty chuyên về xuất khẩu may mặc này đã quyết định trích 30% tổng doanh thu để làm tiền thưởng Tết cho hơn 300 nhân viên, thấp nhất 5 triệu đồng. Còn cao nhất thì là một con số nhiều người mơ ước. Sau khi công ty đã có những sự cân đối tính toán tổng kết cuối năm thì với những vị trí nhân viên mà xuất sắc nhất, công ty có thể có những mức thưởng cao nhất lên đến 50 triệu đồng. Cứ mỗi một năm, bởi vì thực ra nó là cả một quá trình lao động của mình cống hiến, thì mình cũng rất là mong muốn là cuối năm thì có một cái khoản thưởng Tết. Từ khoản đấy thì mình muốn là dùng để thứ nhất là dùng sắm Tết cho gia đình, thứ hai là cũng có thể là một cái khoản nếu mà còn dư giả thì là mình tiết kiệm
Không được khả quan như doanh nghiệp trên, doanh nghiệp sản xuất gas này năm nay lại gặp nhiều khó khăn, sản lượng sụt giảm khiến cho mức thưởng chỉ còn ở trong một tháng lương. Thực sự là các nhà làm ăn nó khó khăn do cái hiện tượng mà cắt tay mày vỏ, nó dẫn đến là doanh nghiệp chúng tôi làm ăn là rất là khó khăn. Trong cái việc đó thì nó cũng ảnh hưởng đến cái kết quả sản xuất kinh doanh và nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động, đặc biệt là cái tiền lương thưởng nhân dịp Tết năm nay. Ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, những lĩnh vực được xem là khởi sắc trong năm qua, dù chưa được công bố đầy đủ, nhưng đây được kỳ vọng là những khối ngành sẽ có mức thưởng Tết cao trong năm nay. Rất mong muốn là mình được thưởng được xứng đáng với năng lực và những gì mình đã cống hiến. Theo em thì nếu mà có một con số thì em sẽ chọn là 6 tháng trở lên ạ. Số thưởng của Techcombank có một cái công thức làm sao đảm bảo có được cái sự minh bạch và thưởng một cách công bằng nhất về những đóng góp của mỗi một cán bộ nhân viên trong suốt cả năm một cách hiệu quả nhất. Thì nó đâu đấy nó sẽ là mức số thưởng từ con số có thể từ 1 cho đến gọi là tối đa khoảng 7 tháng lương gì đó. Theo thống kê tại các địa phương, nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn trong top có mức thưởng Tết cao nhất. Như tại Thành phố Hồ Chí Minh, có ngân hàng nước ngoài thưởng Tết lên tới 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, không phải tất cả những người lao động trong nhóm FDI đều có mức thưởng trăm triệu, hàng tỷ đồng, mà số này chỉ tập trung vào nhóm đối tượng như chuyên gia đầu ngành, quản lý cấp cao, vốn là nhóm nhân lực khan hiếm và doanh nghiệp khó tuyển dụng. Một số thông tin đáng chú ý trên các trang báo mạng ngày hôm nay. Trang mạng điện tử Xinhua.net của Trung Quốc trích dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp quốc gia của Việt Nam trong tháng 1 này đã tăng 20,9%. Động lực chính của sự tăng trưởng nằm ở ngành công nghiệp chế biến và sản xuất với mức tăng 23,8%, đóng góp 17,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Trong khi đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng trưởng 15,4%, đóng góp 1 điểm phần trăm và ngành khai khoáng tăng 10,5%, đóng góp 2,3 điểm phần trăm. Xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán là nhan đề bài viết nổi bật trên trang Vietnam Plus. Cụ thể, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký các quyết định xuất cấp hơn 1.400 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 4 tỉnh gồm Thanh Hóa, Hà Giang, Bắc Cạn và Phú Yên để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Chuyên sang tháng 1 năm 2018 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đã dành 9 trang giới thiệu song ngữ Thổ Anh về du lịch, văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Thông tin đăng tải trên tờ Việt Nam và Thế giới. Chuyên sang có trang bìa nổi bật in hình một phụ nữ đội nón trắng Việt Nam với nghề làm hương truyền thống. Trong một câu chuyện trang bìa, bài viết có tựa đề Việt Nam, một tuyến đường phi thường đã giới thiệu cảnh sắc tuyệt đẹp của Việt Nam từ Nam ra Bắc. Chuyên sang còn đưa ra những tour du lịch độc đáo để khách nước ngoài có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Tờ Vietnam Plus dẫn thông tin theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, phương pháp bẫy ảnh được áp dụng tại khu rừng Động Châu Khe nước trong huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thu được nhiều kết quả tích cực khi phát hiện nhiều loài thú quý hiếm. Với 33.500 ngày đêm hoạt động của máy bẫy ảnh, thu được trên 36.000 ảnh động vật, đã ghi nhận 71 loài động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có 32 loài thú, 37 loài chim và 2 loài bò sát. Điều đáng quan tâm, nhiều loài động vật phát hiện được đang nằm trong diện nguy cấp cần bảo vệ cao trên toàn cầu như sao la, tê tê java, mang lớn. Cá biệt hơn có 3 loài động vật quý hiếm là mang trường sa, mang trường sơn, cây gấm, triết bụng vàng lần đầu được ghi tại khu vực khảo sát. Trong đó, loài mang lớn được ghi nhận lần thứ 2 ở Việt Nam nhờ bẫy ảnh. Trong phần tiếp theo của chương trình, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang bước vào giai đoạn rét nhất của mùa đông, tuyết và băng giá xuất hiện ở nhiều nơi. Các địa phương đang tích cực chống rét, bảo vệ sức khỏe cho người và vật nuôi. Người dân hào hứng với hiện tượng thiên văn thế kỷ, hiện tượng siêu trăng xanh máu. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang bước vào giai đoạn rét nhất của mùa đông. Nhiệt độ ngày hôm qua tiếp tục giảm thấp tại nhiều khu vực. Tuyết và băng giá đã xuất hiện ở các vùng núi cao. Các địa phương đang cùng với người dân tích cực các biện pháp chống rét, bảo vệ sức khỏe cho người và vật nuôi. Để hạn chế thiệt hại do rét đậm rét hại, chính quyền khuyến cáo người dân đưa gia súc thả rông về chuồng trại để chăm sóc, chủ động giữ trữ thức ăn, sửa chữa, che chắn chuồng trại. Tại Sapa, Lào Cai mấy ngày qua, nhiệt độ luôn ở mức rất thấp, có thời điểm chỉ 1 đến 3 độ C.
thời tiết rét hại kèm theo mưa phùn và gió mạnh. Tuy nhiên, chỉ có những trường học không có nơi ở bán trú là cho học sinh nghỉ học, còn lại vẫn dạy và học bình thường, vì các em ở bán trú sẽ đủ ấm và đảm bảo sức khỏe hơn ở nhà. Ngoài việc cấp phát thêm quần áo và chăn ấm, khẩu phần ăn của các em học sinh cũng được tăng thêm, đảm bảo đủ dinh dưỡng cho các em trong những ngày giá rét. Thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, nhiệt độ ban ngày khoảng 5 độ C, vào ban đêm nhiệt độ xuống thấp dưới âm 3 độ C. Băng giá đã xuất hiện tại nhiều khu vực. Tỉnh Hà Giang đã có công văn khẩn gửi các địa phương phòng chống rét, bảo vệ cho đàn gia súc. Nếu có hiện tượng trâu bò chết rét vì chủ quan trong giữ ấm chuồng trại, hộ gia đình đó sẽ không được nhận hỗ trợ thiệt hại của nhà nước. Tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nhiệt độ những ngày này chỉ 4 đến 5 độ C. Cả tỉnh hiện có gần 415.000 con trâu bò. Chi cục thú y tỉnh đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn kỹ thuật phòng chống đói rét cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Các hộ chăn nuôi cũng được yêu cầu ký cam kết chống đói rét cho gia súc, gia cầm. Lạng Sơn là địa phương có nhiệt độ thấp nhất miền Bắc trong đợt rét đậm rét hại lần đây. Mặc dù đã thực hiện các biện pháp chống rét, tuy nhiên nhiệt độ xuống âm độ đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân nơi đây. Nhiệt độ ban đêm có lúc xuống tới âm 4 độ C. Cả gia đình chị Triệu Thị Này đã phải dồn vào ngủ cùng một chiếc giường. Thế nhưng vài tấm chăn này chẳng thể che chắn nổi cái lạnh thấu xương mấy ngày hôm nay. Lại thế này cũng không có tiền mua chăn. Tối ngủ cũng thấy lạnh lắm. Dù đã thực hiện các biện pháp chống rét cho đàn vật nuôi như che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn là rơm rạ, tuy nhiên nhiều người dân vẫn phải lo lắng châu bò có thể bị chết do vẫn phải thả rông. Có rơm lấy về một thối nó không ăn, nó thích đi ăn cỏ quen rồi, nó không ăn rơm. Phải thả 1, 2, 3 tiếng mới được. Không thả nó ăn cháo cũng không no được. Nó chán nó ăn một tí nó cũng không ăn nhiều. Mùa này có phải đưa về ủ rơm cho nó ăn đấy. Nhưng mà cũng chắc cũng không được. Nếu mà nó đóng nhiều ấy, nó ở trong chuồng nhưng mà nó vẫn bị chết. Mình có đốt rơm các thứ để cho ấy không? Có chứ em, nhưng mà nhiệt độ này hạ lắm, không cũng không được. Đợt rét năm ngoái, không ít trâu bò của các hộ dân ở nơi đây đã bị chết. Tài sản đáng giá nhất của họ chỉ còn trông chờ vào vài con gà và khoanh vườn sắn này. Thế nhưng vài ngày rét đậm rét hại, vườn sắn cũng bị hư hỏng hơn một nửa. Theo số liệu thống kê từ Cục Chăn nuôi, đến ngày hôm qua, tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên đã có hơn 2.000 con gia súc bị chết do đói và rét. Cụ thể, các tỉnh có số lượng gia súc chết nhiều nhất là Cao Bằng 666 con, Lào Cai 440 con, Điện Biên 400 con và Hòa Bình 250 con. Trước tình hình đó, Cục Chăn nuôi đã chỉ đạo ngành nông nghiệp các địa phương triển khai nhiều biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Cục giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền cơ sở và người đứng đầu thôn bản phối hợp với các đoàn thể để huy động nguồn nhân lực tại chỗ, bám sát địa bàn, khẩn trương áp dụng các biện pháp chống đói rét cho vật nuôi. Bên cạnh đó, Cục Chăn nuôi cũng đề nghị các địa phương chủ động nguồn ngân sách dự phòng của địa phương để đáp ứng kịp thời trong việc phòng chống đói rét cho vật nuôi, hỗ trợ vật tư kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để gia cố che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho vật nuôi. Thưa quý vị, đêm qua ngày 31 tháng 1, nhiều người dân trên khắp cả nước đã được chứng kiến hiện tượng siêu trăng xanh máu, một hiện tượng mà hàng thế kỷ mới diễn ra một lần. Nhiều người đã rất hào hứng khi may mắn được quan sát từ đầu tới cuối hiện tượng này. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh trong đêm qua. Ngay lúc này đây, rất đông người dân thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại công viên Bạch Đằng, quận Nhất. Đây là một trong những khu vực có thể quan sát tốt nhất hiện tượng thiên văn kỳ thú xảy ra sau hơn một thế kỷ. Để có thể quan sát tốt nhất thì rất nhiều kính viễn vọng đã được chuẩn bị. Từ người lớn cho tới là con nít, ai ai cũng đều đang rất hào hứng để có thể theo dõi hiện tượng xảy ra trong ít phút nữa. Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy những cái hiện tượng này và cảm giác con rất là thích thú. Đây cũng là lần đầu tiên mà em được nhìn cái cảnh tượng mà mặt trăng từ lúc mà nó nhô lên rồi đến lúc mà nó dần dần nó trở nên biến mất rồi nó thay đổi màu sắc. Thì em cảm thấy vừa bỡ ngỡ mà vừa gọi là rất là hứng thú. Chúng tôi ở đây là chỉ để chụp lại những cái khoảnh khắc
những khoảnh khắc mà thiên nhiên nó đã xảy ra ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay tại Sài Gòn, muốn chụp lại hết đầy đủ như vậy, đó là có thể một tư liệu cho mình. Khi các hiện tượng thiên văn lần lượt xảy ra, mọi người đã đi từ ngạc nhiên cho đến thích thú. Ngạc nhiên là bởi vì được tận mắt chứng kiến hiện tượng được xem là để đời, còn thích thú là bởi vì được tìm hiểu thêm về kiến thức thiên văn học do các bạn trẻ đến từ câu lạc bộ thiên văn nghiệp dư thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Đây là những kiến thức vốn còn khá xa lạ với đại đa số người dân. Nhân dịp này thì câu lạc bộ cũng là tổ chức một cái sân chơi. Buổi quan sát này nó cũng là một sân chơi để câu lạc bộ có thể là phổ biến cái niềm yêu thích khoa học là thiên văn học và giới thiệu cho mọi người cái hiện tượng thiên nhiên và cũng như là để giúp mọi người có thể biết thêm về thiên văn. Do thời tiết không quá xấu và hiện tượng thiên văn diễn ra trong thời gian dài, nên việc quan sát tại thành phố Hồ Chí Minh cũng khá dễ dàng. Rất đông người dân đã lưu giữ lại được cho mình những khoảnh khắc đặc biệt, tấm ảnh ấn tượng tại sự kiện thú vị có 102 này. Còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, nhưng dọc tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, và lúc này những chợ đào rừng đã nhộn nhịp người mua bán đào. Trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên chúng tôi tham gia vào phiên chợ nhộn nhịp sắc màu này. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại bản Co Tràm, xã Lóng Luông của huyện Vân Hồ. Mặc dù thời tiết hiện tại đang rất là rét và nhiệt độ chỉ từ khoảng 2 đến 3 độ C, nhưng không khí mua bán đào tại đây vẫn diễn ra rất nhộn nhịp và tấp nập. Theo đánh giá của những người đến đây mua bán đào thì năm nay số lượng đào nhiều hơn và được đánh giá là khá tốt. Cũng chính vì thế mà rất nhiều người đã đến đây để lựa chọn cho mình những cành đào ưng ý nhất để chuẩn bị cho đón Tết Nguyên Đán năm 2018 sắp tới. Những cành đào này được người dân chặt từ vườn hoặc săn lùng ở nhiều vùng khác mang về và bán cho các thương lái miền xuôi với giá từ vài trăm đến hàng triệu đồng. Thì như cành này, ví dụ như cành này phải ít nhất phải tầm 200.000. Và nếu cành đẹp hơn thì theo cành là cành đẹp là nó sẽ đắt tiền, mà cành rẻ, cành xấu thì nó cũng rẻ thôi. Tại bản Co Tràm, xã Lóng Luông, lượng người đổ về chợ đào ngày một đông. Sau khi mua được những cành đào ưng ý, các thương lái sẽ vận chuyển về các chợ đầu mối ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng. Đào năm nay nở đúng thời điểm, không quá sớm cũng không quá muộn. Mặc dù vậy, giá bán đào vẫn không tăng so với những năm trước. Hai cái địa điểm, một là cái địa điểm tại cái ngày chỗ cái đặt cái chợ hoa đào, với là cái địa điểm để xảy ra cái để triển khai cái lễ khai mạc, thì về cơ bản thì tất cả những cái nội dung từ những cây đào này, rồi là sân khấu, rồi là tất cả những cái mà để phục vụ cho cái buổi khai mạc thì tất cả đã hiện nay đã hoàn thành. Bên cạnh việc quảng bá giới thiệu sản phẩm hoa đào của địa phương đến với du khách gần xa, thì đây cũng là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy du lịch huyện Vân Hồ nói riêng, khu du lịch quốc gia Mộc Châu Sơn La nói chung. Bản tin là các thông tin dự báo thời tiết cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Để xem lại nội dung của bản tin ngày hôm nay, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ trang web vtv4.vn hoặc địa chỉ YouTube đang hiển thị trên màn hình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.